Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 60 Tập 60 Mời xem tiếp kinh văn dưới đây 20. Nhĩ thời ác độc quỷ vương Hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn Thế tôn ngã đẳng chư quỷ vương Kỳ số vô lượng tại diêm phù đề Hoặc lợi ích nhân Hoặc tổn hại nhân Cá cát bất đồng Duyên thị nghiệp báo Sử ngã quyến thuộc Du hành thế giới Đa ác thiểu thiện Phần trước chúng ta đã từng đọc thấy. Những vị đại quỷ dương tham dự pháp hội này. Trên kinh có nêu ra Có đến mấy mươi vị ác độc quỷ dương là thủ lĩnh Vị này là đại biểu Được xếp tên lên hàng đầu Phật nói cho chúng ta biết Những vị đại quỷ dương này Đều là Pháp thân đại sĩ Đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện Chứ không phải thật sự là quỷ dương Thật sự là ngạ quỷ thì đâu có tư cách tham gia pháp hội thù thắng như vậy của thích ca Môn Ni phật chứ? Các ngài là thị hiện thân quỷ dương để độ chúng sanh ở trong cõi quỷ. Trên thực tế các ngài là Bồ Tát. Giống như trong cửa Phật chúng ta thường hay đốt vàng mã, trước buộc đốt vàng mã, thì thường hay dùng giấy để bồi thành hình tượng một vị quỷ dương mặt xanh đanh nhọn hình dạng rất dễ sợ gọi là tiêu diện đại sĩ là người nào vậy là bồ tát quan thế âm quan thế âm ở trong cõi quỷ cũng thị hiện thân phận quỷ dương nếu như ngài thị hiện thân phận trời người thì không thể độ nổi loài chúng sanh đó ở trong cõi quỷ nhất định phải hiện thân ngạ quỷ Cho nên đây là Bồ Tát Quan Thế Âm. Quỷ Dương chắp tay cung kính. Đây là Bạch với Đức Phật. Phía trước là lễ tiết. Chúng ta cũng không cần nói tỉ mỉ nữa. Thế Tôn là tôn xưng đối với Thức Ca Mâu Ni Phật. ngã đẳng chư quỷ vương kỳ số vô lượng tại diêm phù đề ở trong thế gian này số lượng quá nhiều quá nhiều rồi quỷ nhiều hơn người nói lời thành thật hễ nơi nào có con người ở thì nơi đó sẽ có quỷ. Người và quỷ ở chung với nhau. Chúng ta sống trong hai không gian khác nhau. Nên có thể xếp chồng với nhau được. Hai bên không có cản trở gì với nhau. Nhà của con người ở có thể xếp chồng với nhau. Nhà của quỷ thì không có trở ngại gì với nhau tường vách của con người chúng ta không có chướng ngại gì đối với họ họ có thể đi xuyên qua được nhưng mà nhà họ ở họ không thể đi xuyên qua được tức là tường nhà của quỷ con người chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại nhưng họ có chướng ngại đây là hai loại không gian và thời gian khác nhau nó xếp chồng với nhau được con người chúng ta nói thật ra có khi cũng thường hay gặp quỷ nếu như chúng ta bình lặng mà suy nghĩ sẽ thấy mình nhất định có kinh nghiệm gặp quỷ rồi nhiều khi chúng ta ở trong nhà hoặc là ở ngoài giường bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái sởn da gà đó là gì đó là gặp quỷ rồi bị ảnh hưởng bởi sống của quỷ phát ra. Hiện nay nhà khoa học gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ. Nếu như sức từ trường của chúng ta mạnh thì sẽ không bị quấy nhiễu. Nếu như từ trường của chúng ta tương đối yếu thì sẽ bị họ quấy nhiễu. Bị họ quấy nhiễu thì sẽ cảm thấy không thoải mái. họ có thể quấy nhiễu chúng ta chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ khi từ trường của chúng ta quá mạnh họ sẽ tránh xa không thể lại gần được vì sao vậy lại gần họ thấy khó chịu cho nên ở trong phật pháp thường hay nói trên kinh thường hay nói một người tu hành chân thật công phu tu hành đắc lực thì trong vòng phạm vi bốn chục dặm những ác quỷ ác thần này đều tránh xa vì sao vậy từ trường quá mạnh khi họ tiến lại gần sẽ cảm thấy rất khó chịu sức mạnh từ trường của bạn có thể khống chế được phạm vi đến bốn chục dặm nên họ tránh xa người tu hành vẫn gặp quỷ hay nói cách khác là công phu tu hành của bạn quá kém ngay cả quỷ cũng bắt nạt bạn cũng cười nhạo bạn công phu tu hành đó của bạn là giả không phải là thật làm bộ dạng ở bề ngoài trong tâm vẫn tham sân si mạng cho nên quỷ cũng xem thường bạn đạo lý nó là như vậy con người sợ quỷ nhưng quỷ còn sợ người hơn lẽ nào không nghe người ta thường nói con người có ba phần sợ quỷ còn quỷ sợ người tới bảy phần cho nên có rất nhiều người thường hay sợ quỷ vậy thì có kỳ lạ hay không quỷ phải sợ bạn mới đúng chứ sao bạn lại đi sợ quỷ tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần quỷ tôn kính người tốt tâm địa ngay thẳng thanh tịnh từ bi thì quỷ thần cũng tôn kính bạn làm sao dám tổn hại bạn được chứ quỷ thần ủng hộ bạn đó là họ làm lợi ích cho con người quỷ thần đến trêu đùa bạn đó là họ làm tổn hại con người mỗi loại khác nhau chúng ta muốn hỏi rốt cuộc quý thần làm lợi ích cho con người nhiều hay là làm tổn hại nhiều vấn đề này không phải ở họ mà ở trên bản thân chúng ta nếu như bản thân chúng ta giữ cái tâm tốt làm việc tốt lợi ích xã hội lợi ích cho đại chúng thì quỷ thần nhất định làm lợi ích cho bạn hộ niệm bạn ủng hộ bạn nếu như chúng ta khởi tâm động niệm là tà ác mọi hành động đều làm tổn hại người khác tổn hại xã hội chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình thì quỷ thần sẽ làm tổn hại đối với bạn cho nên không phải ở đối phương mà là ở chính mình ngài phía sau này cũng nói rất hay nhiên thị nghiệp báo sử ngã quyến thuộc du hành thế giới đa ác thiểu thiện đa ác thiểu thiện là chứng tỏ người thế gian tạo nghiệp ác nhiều ác giao cảm với ác thiện cảm ứng với thiện tiêu chuẩn của thiện ác tiêu chuẩn đơn giản nhất là ngũ giới thập thiện tiếp đó lại nêu ra thí dụ những lời này Đều là do Ác độc quỷ dương nói Quá nhân gia đình Hoặc thành ấp tụ lạc Trang viên phòng xá Hoặc hữu nam tử nữ nhân Tu mau pháp thiện sự Đại chí huyền nhất phan nhất cái Thiểu hương thiểu hoa cúng dường phật tượng bồ tát tượng hoặc chuyển đọc tôn kinh thiêu hương cúng dường nhất cú nhất kệ đây là quỷ thần nhìn thấy người tu thiện chúng ta nói sơ lược qua đoạn này một chút quỷ thần đi qua nhà người ta là chuyện thường thường hay xảy ra hầu như ngày nào cũng có thành ấp tụ lạc đây là nói đô thị của chúng ta trong thành thị có quỷ thần ở trên đường ban ngày dương khí rất mạnh nên họ tránh xa hễ là quỷ thần đều sợ ánh sáng mặt trời cho nên họ xuất hiện đều là lúc trời âm u hoặc vào ban đêm đại khái đến hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống thì quỷ thần này sẽ xuất hiện thế nhưng Số lượng rất ít Giống như Lúc 4 đến 5 giờ sáng Trời dù tờ mờ sáng Có một số ít người đi ra ngoài để vận động Phần lớn vẫn còn đang ngủ Chưa có thức gì Đến lúc nào nhiều nhất vậy Đại khái khoảng 10, 11, 12 giờ đêm Thì đầy cả đường Rất là náo nhiệt Trên đường đều là quỷ Con người chúng ta có cửa hàng Có dãy phố buôn bán Họ cũng có phố buôn bán cũng có cửa hàng của họ Lần trước cư sĩ họ lôi Đã báo cáo với các vị ở đây rồi Chuyện đó là thật Chứ không phải là giả Là người thật việc thật Người và quỷ ở lẫn với nhau Trang viên phòng xá Đây là nơi họ đi qua Sớm làng trại giường Nhà cửa có người ở Những nơi này Họ ở nơi này nhìn thấy Có người đang làm việc thiện Đây là một niệm tâm thiện Họ đang làm việc này Hoặc hữu nam tử nữ nhân Tu mau phát thiện sự Thiện nhỏ Ở đây đã là một chút việc thiện nhỏ Những việc thiện nào vậy? Dưới đây nêu ra vài thí dụ Nải chí huyền nhất phan nhất cái Ý nghĩa của phan và cái phía trước đã giảng rồi Thời xưa treo phan, treo tràng Chính là hiện nay gọi là tuyên truyền Phật Pháp trước đây dùng phương pháp này để truyền bá tin tức thông báo với đại chúng là biết ở nơi này có giảng kinh có pháp hội mọi người biết rồi nếu họ muốn thì có thể đến tham gia đây là phát ra thông tin hiện nay thì không cần hiện nay truyền thông phát triển họ có phương pháp tiến bộ hơn thù thắng hơn nhanh chóng hơn những cách này thế nhưng những thứ phan và cái này vẫn còn có tác dụng đối với quỷ thần nó không còn tác dụng đối với con người nữa rồi thế nhưng vẫn còn tác dụng đối với quỷ thần thế nhưng các vị phải nhớ kỹ đây là truyền phát thông tin thiểu hương thiểu hoa đây là biểu thị cho tu hành một nén hương một cánh hoa chưa phải là một đóa chỉ là một cánh hoa biểu thị điều gì biểu thị cho tu hành mọi người đều biết hương biểu thị cho giới định hoa biểu thị cho lục độ họ đã khởi một niệm giới định lục đổ Chúng ta Thắp hương Cúng hoa Liền sanh ra lợi ích chân thật Tuy là niệm này rất yếu ớt Việc thiện chỉ bằng một mảy lông sợi tóc Thế nhưng họ thực sự là khởi một niệm thiện niệm thiện rất yếu thời gian của niệm thiện rất ngắn ngủi đều đáng được khen ngợi không dễ gì khởi một niệm thiện bình thường khởi niệm đều là niệm ác cúng dường phật tượng cập bồ tát tượng cúng dường là chim lễ chim ngưỡng lễ bái Họ chuyển đọc tôn kinh Là bạn đang đọc kinh Thiêu hương cúng dường Nhất cú nhất kệ Khi đọc kinh có thể thắp hương thắp hương là cúng dường pháp bảo lúc bạn đang đọc kinh có quỷ thần nghe người xưa lúc đọc kinh thường là có thấp hương Người hiện nay đọc kinh đã rất ít thắp hương rồi. Chúng ta chỉ có thắp hương khi cúng Phật. Khi chúng ta đọc kinh đã rất ít khi thắp hương rồi. Thế nhưng khi đọc kinh niệm Phật không ở niệm Phật đường. Mà ở trong trường hợp khác Chúng ta đọc kinh niệm Phật Có khi sẽ ngửi thấy hương thơm lạ Sẽ ngửi thấy một làn hương Không giống như những mùi hương Mà lúc bình thường chúng ta thấp Mùi hương rất đậm đà Thường hay Xảy ra tình trạng này Đây là chuyện gì? Đây là lúc chúng ta đang đọc kinh Có những vị thiên thần Quỷ thần đi ngang qua nơi đây Họ cung kính cúng dường Chúng ta rất khó nhận biết được Thiên thần Họ đã đi ngang qua đây Họ nhìn thấy Họ ở đó chắp tay dừng lại một chút Trên người thiên thần có mùi thơm cho nên bạn ngửi thấy mùi thơm đây là hiện tượng rất thường hay xảy ra có rất nhiều đồng tu đã từng trải nghiệm điều này chúng ta gặp được cảnh giới này cũng không nên sanh tâm vui mừng đây là chuyện rất phổ thông rất bình thường nếu như bạn gặp phải những chuyện này bạn cảm thấy rất kỳ lạ cảm thấy rất không bình thường cảm thấy rất vui mừng bạn sanh tâm cống cao ngã mạng thế thì bạn sai rồi bạn bị dính ma rồi dùng tâm bình thường để đối xử thì đây là cảnh giới tốt Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Ngã đẳng quỷ vương Kính lễ thị nhân Đối với người tu thiện Những vị quỷ dương này đều tôn kính Đều hành lễ với bạn Như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật bạn xem họ đối với người tu thiện đương nhiên đây không phải là quỷ thông thường quỷ thông thường không có cảnh giới này con người khởi một niệm tâm thiện là một chút xíu việc thiện là họ xem người lúc này giống như chư phật vậy đây là thật chứ không phải là giả cho nên tôi thường nói những đại chúng niệm Phật trong niệm Phật đường này mỗi người đều là Phật là không có khác gì so với trên kinh này nói bởi vì lúc bạn ở trong niệm Phật đường buông xả vạn duyên nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật vì thì bạn tương ưng với A Di Đà Phật một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật bạn không phải là phật thì ai là phật chứ chúng ta ngày nay những người hộ trì hộ pháp người cúng dường chúng ta là chân thật đang cúng dường chư phật như lai phước này lớn biết bao bạn rời khỏi niệm phật đường tiếp xúc với mọi người sự vật lại khởi tâm động niệm thế thì bạn lại lui sụp lại thói chuyển rồi việc tu hành như vậy là hết tiếng lại thói có điều hiện nay bạn vẫn chưa có đi vào ba đường ác nhưng bạn thói chuyển rồi lại tạo nghiệp tam đồ Quả báo tam đồ vẫn chưa hiện tiền Vậy thì vẫn không quan trọng Cho nên thời gian huân tập Ở trong niệm Phật đường Ở trong giảng đường Càng dài càng tốt Chúng tôi hy vọng tương lai xây dựng Thôn Di Đà Niệm Phật đường niệm Phật Mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn Hiện nay là làm được 12 giờ Tương lai hy vọng làm được 24 giờ đạo tràng như vậy nếu như ở trong đó an định tâm lại được ở được ba năm thì đâu có lý nào không thành tựu chứ đây chính là thâm nhập một môn huân tu trường kỳ sức mạnh này sẽ rất lớn năm ba năm nhất định sẽ thành tựu pháp môn tịnh tông thật sự là có thể khiến tất cả chúng sanh tội khổ thành phật ngay trong đời này pháp môn này vô cùng thù thắng Chúng ta đều là chúng sanh tội khổ Tại vì sao chúng ta không thể thành tựu nổi trong một đời trước Do không đủ duyên Không có cơ hội Nói thật ra Có thiện căn có phước đức Mà không có nhân duyên Hôm nay xây dựng niệm Phật đường Xây dựng thôn di đà Chính là xây dựng nhân duyên Được độ cho tất cả chúng sanh Khiến cho ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên của bạn Thấy được đầy đủ Bạn sẽ thành tựu ngay Trong đời này có phần nắm chắc giảng sanh Bớt thoái mà thành Phật Là thành tựu ngay trong đời này cho nên chúng ta biết Phát ra một niệm thiện tâm Thì quỷ thần cũng xem bạn giống như Phật vậy Bạn là chư Phật quá khứ hiện tại dĩ lai Xem bạn giống như chư Phật ba đời vậy Sắc chư tiểu quỷ Các hữu đại lực Cặp thổ địa Phận tiện lịnh vệ hộ Đại quỷ vương nhìn thấy Liền sai tiểu quỷ Tiểu quỷ đi chăm sóc Cặp thổ địa phận Chứ thổ địa Chúng ta gọi là thần thổ địa Sai những tiểu quỷ Và những thần thổ địa Đi bảo vệ Thông thường người ta gọi là Phù hộ Họ phù hộ không phải phù hộ con người Là bởi vì bạn làm việc thiện Họ mới phù hộ Việc thiện này chắc chắn là do một chút thiện tâm đó Một chút thiện niệm đó Mới cảm động quý thần đến bảo vệ bạn thế nhưng người thế gian thường hay hiểu sai ý nghĩa họ mong cầu quỷ thần bảo vệ bảo vệ cái gì bảo vệ tham sân si của họ vậy thì sai rồi phù hộ họ thăng quan phù hộ họ phát tài phát tài to rồi họ trở lại cúng dường quỷ thần ra điều kiện với quỷ thần ngài giúp tôi phát tài một triệu tôi sẽ cúng dường ngày mười nghìn hành động này là gì hối lộ quỷ thần họ làm việc xấu hy vọng quỷ thần giúp đỡ họ thành tựu họ làm việc xấu như vậy không những không được quỷ thần giúp đỡ mà quỷ thần còn đến làm hại họ cho nên quỷ thần làm ác là rất nhiều làm như vậy sẽ cảm được là ác quỷ ác thần họ cũng có thể giúp bạn phát tài sau khi phát tài rồi sẽ khiến cho bạn thất bại thảm hại thần mà bạn cảm được không phải là chánh thần mà là tà thần, tà mỹ là yêu ma quỷ quái. Chánh thần sẽ rời xa bạn, không đến bảo vệ bạn. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Việc thiện của bạn nhất định là thiện tâm, nhất định là thiện niệm. Khác biệt là ở chỗ này. Tâm địa tà ác dù hàng ngày lễ bái thần Lễ bái Bồ Tát cũng vô ích Nhất định là không tương ưng Cho nên một đạo tràng Mà người trụ trì đạo tràng Và đại chúng ở trong đạo tràng Tâm không ở nơi đạo Trong tâm cũng là làm chuyện Danh vọng lợi dưỡng Tham sân si mạng Thử hỏi đạo tràng này có Phật Bồ Tát hay không? Không có Đắp lên là hình tượng Phật Bồ Tát Thế nhưng Phật Bồ Tát dứt khoát sẽ không đến đạo tràng này Những người nào đến vậy yêu ma quỷ quái giả mạo Phật Bồ Tát Ở nơi đây lừa gạt chúng sanh Các bạn cảm được là yêu ma quỷ quái Người bạn lễ bái là yêu ma quỷ quái Không phải là Phật Bồ Tát Những quỷ thần này bảo vệ bạn Bên dưới nói Bất lệnh ác sự hoành sự Ác bệnh hoành bệnh Nải chí bất như ý sự Cần ư thử Xá đặng sứ Hà hướng nhập môn Đều ở một niệm thiện chân thật Thiện cảm ứng với thiện Bạn có quỷ thần bảo vệ bạn Trong giới kinh của Phật có nói khi bạn thọ trì tam quy Liền có 36 vị thần hộ pháp Ngày đêm bảo vệ bạn Bạn giữ ngũ giới Giữ được một giới Liền có năm vị thần hộ giới bảo vệ bạn Giữ trọn năm giới liền có hai mươi lăm vị thần hộ giới bảo vệ bạn bạn tu thập thiện chính là trên kinh chỗ này nói những quỷ dương này sẽ sai khiến tiểu quỷ thần thổ địa bảo vệ bạn chúng ta đều thọ tam quy rồi cũng có thọ ngũ giới thọ bồ tát giới vậy có những vị thần hộ pháp này bảo vệ hay không chưa chắc tại vì sao nói chưa chắc giới mà bạn thọ là giới danh tự là trên hình thức chứ không phải thực chất bạn thọ tam quy bạn có quy hay không bạn có y hay không nếu như chỉ mời một vị pháp sư tổ chức nghi thức cho bạn trên thực tế bạn vẫn chưa quay đầu bạn vẫn chưa nương tựa bạn vẫn giống như trước đây vậy thì người này không có thần hộ pháp tam quy quy là thật sự quay đầu y là từ nay về sau thật sự đã có chỗ nương tựa phải tương ưng với những gì bạn nương tựa bạn mới là chân thật quy y bạn mới có thể cảm được thần hộ pháp bảo vệ bạn không phải nói là một cái hình thức hình thức không có tác dụng cho nên từ trong đoạn kinh văn này chúng ta có thể thể hội được đều là ở một niệm chân tâm tuyệt đối không phải hư vọng quy là quay đầu quay đầu từ đâu vậy quay đầu từ mê tà nhiễm phải nương vào giác chánh tịnh đây là điều kiện cơ bản nguyên tắc cơ bản của học phật quý y phật ý nghĩa của chữ phật là giác chúng ta phải từ mê hoặc quay đầu lại nương vào giác giác mà không mê Đối với người, với sự, với vật Mọi lúc, mọi nơi Giác mà không mê Thì bạn mới gọi là quy y Phật Tam quy này bạn đã thọ một điều Ở mọi lúc, mọi nơi Chúng tôi vừa rồi mới nói Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Chính là mê là bất giác không khởi tâm không phân biệt không chấp trước đó là giác đó là không mê chúng ta có làm được không làm được thì bạn mới là chân thật quy y pháp là chánh tri chánh kiến phật tri phật kiến không phải vọng tưởng. Vọng tưởng là tri kiến sai lệch, từ tri kiến sai lệch quay đầu lại, nương vào chánh tri chánh kiến, vậy thì gọi là quy y pháp. Ý nghĩa của chữ tăng là thanh tịnh là hòa hợp. Không những phải sáu căn thanh tịnh, giả lại khi chung sống với tất cả đại chúng, như định phải tuân thủ lục hòa kính. Người khác có tuân thủ hay không Không liên quan gì đến ta Ta nhất định phải tuân thủ Như vậy bạn mới là tam quy Danh phù hợp với thực Bạn mới được 36 vị thần hộ pháp Phù hộ bạn Nếu như tổ chức tam quy Trên hình thức Vẫn cứ mê mà không giác Tà mà không chánh Nhiễm mà không tịnh như cũ Thì không có một vị thần hộ pháp nào thần hộ pháp xem bạn có phải thật sự quy y hay không nếu thật sự quy y dù không có hình thức thì hộ pháp cũng hộ trì bạn thần hộ pháp là nói thực tế chứ không nói hình thức ở trên hình thức dù được cao tăng đại đức nổi tiếng có tu hành tổ chức nghi thức cho bạn đi nữa cũng không có tác dụng gì vấn đề là bạn chân thật làm được dù không có người làm hình thức quy y cho bạn cũng có tác dụng năm xưa lúc tôi mới học phật đại sư trương gia đã nói với tôi như vậy đại sư trương gia dạy tôi học giới làm được một điều là bạn đã thọ được một điều chứ không phải ở hình thức đăng đàn việc đó thì không có tác dụng gì thầy bảo tôi đi học giới Nhất định phải thật sự làm được. Làm được một điều thì điều này bạn chân thật đắc giới rồi, bạn đắc được một điều giới rồi. Bạn mới cảm được thần hộ giới bảo vệ bạn. Trên hình thức đã thọ giới rồi mà không thọ trì được, không thể làm được. Thế là phạm hai tầng tội. Thứ nhất là bạn phạm tội làm ác Thứ hai là bạn phạm tội phá giới Cho nên tạo hai tầng tội Nhất định phải làm Nghiêm túc nỗ lực mà làm Từng giây từng phút nhắc nhở chính mình Cho nên thời nay đọc tụng Đại Thừa là vô cùng quan trọng Trong Tam Phước của Quán Kinh nói Tin sâu nhân quả Đọc tụng Đại Thừa Đối với người hiện nay của chúng ta mà nói Là vô cùng quan trọng Tuyệt đối không được lơ là Bởi vì mỗi ngày bạn đọc Bạn mới biết mình cần phải làm như thế nào Bạn không đọc thì làm sao biết được chứ Tin sâu nhân quả Thì tâm cảnh giác của bạn sẽ cao Mới chân thật có thể làm đến được không mê không tà, không nhiễm Bạn tin sâu nhân quả Nên phải biết mê tà nhiễm Chắc chắn đọa đường ác Mạng sống của chúng ta quá ngắn ngủi Mấy mươi năm một cái khảy móng tay thì hết rồi Việc gì phải tạo tội nghiệp chứ Việc gì phải chiêu cái quả báo khổ như vậy Cho nên bạn chân thật tin Thì bạn sẽ không làm cái việc này rồi Hiện tại cho dù sống khổ một chút Cũng có thể cắn răng chịu đựng qua ngày Không sao cả Một chút khổ này có đáng gì chứ Vì sao có thể được đại tự tại Được đại quan hỷ Trước mắt vì ham muốn chút xíu tiện nghi nhỏ này Mà sau này phải thọ đại khổ Cho nên người không hiểu nhân quả Người không tin nhân quả Họ mới dám làm Người tin nhân quả Họ nhất định sẽ không làm Quỷ Dương nói Họ có tâm thái như thế nào Đối với tất cả người Có tâm thiện người làm việc thiện chúng ta ở chỗ này đã hiểu rõ rồi tâm thiện hạnh thiện thì ác quỷ cũng đến ủng hộ bạn cũng không làm tổn hại bạn phật tán quỷ dương thiện tai thiện tai Phật nghe họ báo cáo xong Vô cùng hoan hỷ Và khen ngợi họ Nhớ đẳng cập giữa Diêm La Vua Diêm La là quỷ dương lớn nhất Năng như thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng Họ tham gia pháp hội tại cung trời đao lợi này pháp hội này của như lai là pháp hội chân thật ở trong đây lời của mỗi người nói ra biểu hiện của mỗi người đều bộc lộ ra từ trong tâm chân thành hoàn toàn không có một mảy may hư vọng nào cho nên những biểu hiện này của họ được phật khen ngợi phật khen thưởng họ cũng lợi ích cho những quỷ dương này ngộ diệt cáo phạm vương đế thích lệnh hộ vệ nhữ đây là quả báo của họ họ có thể phát tâm hộ niệm những người thiện này thì phật cũng khuyên bảo đại phạm thiên vương đao lợi thiên chủ đến hộ vệ họ Đây là thiện Có quả báo của thiện Nhân duyên quả báo Không mảy may sai chạy Chúng ta cần hiểu Đạo lý này cho thật sâu Hiểu cạn thì không được rồi phải hiểu cho thật sâu sau đó bạn mới biết tu thiện cái hay của tu thiện lợi ích của tu thiện bạn cũng chịu làm rồi bày ngay trước mắt chúng ta người hiện đại Bất luận là người Trung Quốc Hay người nước ngoài có người nào mà không thích tiền của chứ Đều bị tiền của làm cho mê rồi Thời trước đây Lúc thế hệ của tôi Còn trẻ Đại khái Trước 30 tuổi Đều xem Tiền của sắc đẹp Danh vọng ăn uống ngủ nghỉ Rất lợt lạ Đều có một chút hoài bảo Muốn lập công lao sự nghiệp Hay là một việc gì đó Cho quốc gia dân tộc Vẫn còn cái ý nghĩ này nhưng người tuổi trẻ hiện nay Bạn đi hỏi thử xem Phát tài là đứng đầu Làm sao kiếm tiền Nó hoàn toàn khác so với cách nghĩ của chúng tôi thời đó Đừng nói là biết chuyện 20 tuổi trở lên là biết chuyện rồi Trong đầu óc của mỗi người luôn nghĩ làm sao kiếm tiền Môn học họ học ở trong trường Phải học ngành kiếm tiền Phải học những bộ môn này Tương lai vào trong xã hội Nhất định làm ngành kiếm tiền Ngành nào không kiếm được tiền thì không làm Nếu như bạn quan sát tỉ mỉ thêm Bạn thử hỏi học sinh tiểu học Học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2 Làm sao kiếm tiền Vì đầu tiên là phải kiếm tiền Vậy thì quá nguy hiểm rồi đây là giáo dục thất bại hoàn toàn rồi tự tư tự lợi đạt đến đỉnh điểm rồi xã hội còn có thể ổn định được sao lời mạnh phu tử nói trên dưới cùng nhau tranh lợi thì quốc gia này sẽ nguy hiểm rồi Xã hội ngày nay Thật sự nhìn từ trên xuống dưới là gì Lợi đặt ở hàng đầu Đạo không có Nghĩa không có Lễ cũng không có Không cần gì cả Chỉ có tranh lợi mà thôi Mỗi người đều tranh lợi Thì chẳng phải đánh nhau Sức đầu mẹ tráng hay sao Xã hội hiện nay chúng ta xem thấy ở trong tin tức mỗi địa phương đều có báo động cướp vật họ làm gì vậy tranh lợi tranh không được thì cướp làm những việc gì làm những việc tổn người lợi mình câu nói tổn người lợi mình này là sai rồi không thể nói như vậy được nếu như mọi người đều nói như vậy Mọi người đều làm chuyện tổn người lợi mình Tổn người thì không thể lợi mình được Tổn người là hại mình Chúng ta cần chỉnh sửa lại câu nói này Khi mọi người nghe tổn người hại mình Thì họ sẽ không làm chuyện tổn người nữa Vì sao vậy? Họ không hại mình Tổn người lợi mình thấy không có quan hệ gì Nên giết thêm vài người cũng không sao Chính mình phát tài là được rồi Sai rồi tổn người nhất định là không lợi mình không lợi mình còn ở phía sau tương lai nhất định đọa ba đường ác chuyện nhân quả ở trong phật pháp nói rất thấu triệt nói rất rõ ràng thiếu nợ nhất định phải trả nợ nợ mạng nhất định phải đền mạng bạn giết người tương lai nhất định sẽ bị người giết không thể trốn được bạn giết thêm một người giết thêm một chúng sanh thì tương lai bạn sẽ bị họ giết thêm một lần nữa ngay cả động vật cực nhỏ cũng không được phép giết nó nó có mạng sống nó cũng có tâm sân hận bạn giết nó tương lai khi nó có thế lực nó nhất định sẽ giết bạn Phật nói rất hay Khi nhân duyên gặp nhau Thì quả báo vẫn phải tự nhận Bạn lừa người ta Thì nhất định sẽ bị người ta lừa bạn Bạn ước hiếp người ta Thì nhất định người ta sẽ ước hiếp bạn Nhưng như thế nào Thì nhất định sẽ gặp quả báo như thế đó Chúng ta hiểu sâu sắc đạo lý này Tại vì sao không làm người tốt? Tại vì sao không làm thêm việc tốt? Làm người tốt làm việc tốt, bạn sẽ gặp quả báo tốt. Thế nào gọi là việc tốt? Tiêu chuẩn của việc tốt là gì? nhất định phải đọc kinh đại thừa bạn mới biết việc nào là việc tốt quả báo của việc tốt là gì việc tốt đích thực của thế gian là sự nghiệp bồ tát hiện nay thông thường chúng ta gọi là phật sự phật sự là việc tốt chân thật nhưng dùng từ Phật sự là sợ người ta hiểu lầm Phật sự là gì? Tụng kinh cho người chết Đó gọi là Phật sự Vậy thì quá đổi sai lầm rồi Cho nên hiện nay thuyết pháp là việc vô cùng, vô cùng khó khăn Thường khiến cho người ta nghe thấy sanh ra hiểu lầm Chữ Phật này là dùng âm tiếng phạn của Ấn Độ dịch thành Ý nghĩa của nó là trí huệ, là giác ngộ phật sự chính là tất cả việc mà chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm bạn đều phải có trí huệ đều có giác ngộ như vậy tất cả mọi việc đều gọi là phật sự thuật ngữ danh từ chúng ta nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng minh bạch chúng ta đối với người sự vật Đều phải nương vào trí huệ cao độ Dùng cách nói hiện nay để nói là dùng lý trí Không phải cảm tình Cảm tình là mê Lý trí là giác Đối nhân sự thế chúng ta phải có lý trí Không dùng cảm tình Đời sống của chúng ta Dùng là trí huệ cao độ Đây gọi là Phật sự Phật sự như vậy mọi người sẽ quan hỷ Mọi người rất vui lòng Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Cho nên trong tất cả tâm hạnh Sự tướng Thì các gì của Phật Bồ Tát là viên mãn nhất Thù thắng nhất Những việc mà Phật Bồ Tát làm không có khác gì so với đời sống hiện thực của chúng ta Chỉ là chuyển ý nghĩ trở lại một chút Chuyển mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh Thì đời sống của bạn là Phật sự Công việc của bạn là Phật sự Bạn đối nhân xử thế Việc nào cũng là Phật sự Quả báo của Phật sự Vô cùng thù thắng Hạnh phúc mỹ mãn chân thật là sống đời sống của Phật Bồ Tát Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ dẫn đến đây A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tây cư sĩ a móc gmail com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội nghiệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No.